quý anh chị em, theo thống kê cho biết, hơn 70% khách hàng check online review trước khi họ quyết định tiệm nào họ sẽ tới. Vấn đề ở đây là tiệm của quý vị có nhiều người review hay không và được bao nhiêu sao? Easy Check trên app là câu trả lời cho quý vị. Chỉ trong với vài phút, quý vị có thể cài đặt Easy Check-in vào phone, iPad hoặc máy tính của mình mà không cần phải mua dụng cụ mới. Easy Check-in sẽ giúp quý vị tham khảo ý kiến của khách. Are you happy with our service? Nếu happy thì Easy Check-in sẽ nhắn tin cho khách hàng xin review ở trên Google hoặc Yelp Review. Nếu không happy thì đây cũng là cơ hội để quý vị tìm cách đem khách hàng trở lại và Easy Check-in sẽ hỗ trợ quý vị trong việc này. Không chỉ vậy, Easy Check-in sẽ giúp quý vị quản lý và liên lạc khách hàng của mình một cách vô cùng thuận tiện và dễ dàng. Quý vị cần biết khách hàng nào đã vắng mặt từ lâu. Quý vị muốn gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Easy Check-in sẽ giúp quý vị làm được điều này. Điều đặc biệt hơn hết là quý vị không cần phải mua máy móc, dụng cụ hoặc phải trả tiền lệ phí tới hàng trăm đô mỗi tháng. Easy Check-in sẽ là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Vậy cài đặt app này như thế nào? Nếu quý vị dùng Apple thì hãy vào Apple Store mà đã có sẵn trong iPhone của quý vị để download. Hoặc dùng Samsung thì có thể vào Play Store. Hoặc quý vị có thể lên website www.easycheckin.com để tìm hiểu thêm thông tin để cài đặt app. Xin kính chào quý vị.